Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh đầu tư từ đâu Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên ngày mai ngày mùng 10 tháng 1 Như vậy đóng cửa phiên ngày hôm nay ngày mùng 9 tháng 1 thì VN Index giảm nhẹ 1,6 điểm với thanh khoản sau khi trừ đi thỏa thuận trên giá đô là khoảng gần 17.000 tỷ Đấy, và chúng ta thấy là thị trường tôi nghĩ là điều chỉnh cũng rất là bình thường đã có 7 phiên tăng liên tục à, và nhất là tiệm cận cái vùng fibo 0.618 à, 1165 thì à, như chúng ta biết là cái việc với đường MA20 nằm dưới đường MA100 của VN thì thông thường cái fibo 0.618 này làm cái cản rất là mạnh. Thế tôi nghĩ rằng là chắc là VN Index trong ngắn hạn sẽ chưa bứt từ ra khỏi ngay cái khu vực 1165 này đâu. Đấy, và có thể sẽ cần củng cố thêm à, chờ đợi cái đường MA20 à, cắt lên được 300 thì uh, sau đó thì tôi nghĩ là mới bứt được qua uh, nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn duy trì bán dòng nhưng gần đây thì họ cũng bán dòng ít dần đi bán dòng khoảng 115 tỷ trên sá đấy và VN Index thì bây giờ chỉ cần duy trì được trên đường ma 100 uh, một khu vực là bây giờ là 1127 1128 tức là giữ trên cái khu vực này chờ đợi cái tín hiệu đường mai 20 cắt lên đường ma 100 với cái tốc độ uh, đang uh, dốc lần lên của đường mai 20 như này thì tôi nghĩ là chắc đâu đó trong khoảng một tuần nữa là có thể sẽ có có tín hiệu à, cắt lên. Đấy, và chúng ta sẽ chờ đợi cái tín hiệu à, bùng nổ của thị trường nếu mà xác nhận được cái cái tín hiệu này. Đồng thời à, chỉ số VN Index vẫn giữ được cái xu thế ngắn hạn tích cực. Sức mạnh thì trường chung thì vẫn à, duy trì trạng thái mạnh dần với tỷ suất sinh lời bình quân à, một 1 tuần theo thanh khoản của một thị trường là dương 2,2%. À đối với cả giao dịch phái sinh thì giống như VN Index chúng ta đấy là VN30 F1M thì cũng đang có đường MA20 nằm dưới đường MA100, do đó thì cái việc vượt qua ngay lập tức vượt qua cái vùng cản Fibo 0.618 vùng 1175 tôi nghĩ là khó. Đấy, thì sẽ có những cái cú nhúng về để mà chúng ta có thể chúng ta chờ đợi cái nhịp long ở phía khi mà về cái vùng phía dưới. Đấy, tuy nhiên là bây giờ chúng ta thấy rằng là với cái việc mà chúng ta Uh, kỳ vọng là có những cái nhịp nhúng về nhưng bởi vì là với sức mạnh thì chung vẫn mạnh dần đấy, đồng thời là đường ma 20 uh, nằm trên đường ma 100 theo khung đồ thị 15 phút thế thì bây giờ cái vùng uh, đường ma 100 của khung đồ thị 15 phút tức là vùng khoảng 1154 1155 sẽ là cái vùng hỗ trợ mạnh nên năm ra là kể cả việc có xác nhận cái tín hiệu sọt ở quanh cái khu vực khoảng 1163 1160 đến 1163 thì cái biên cũng khá là ít để chúng ta tận dụng cái nhịp điều chỉnh ngược lại nếu mà tận dụng cái nhịp đi lên đấy chúng ta thấy là là liên tục có những cái tín hiệu long Nhưng bởi vì là gần cái ngữ cản 1174 1175 rất là khó vượt qua Thế thì chúng ta long ở trên cái khu vực 1174, à 1164, 1168 Thì chúng ta cũng không đạt được hiệu quả nhiều Nên theo tôi là trong giai đoạn này Thì thực ra chỉ số tương đối khó Để chúng ta ra quyết định thôi chúng ta chờ qua cái nhịp này qua đi Một là xác nhận được Cái đường MA 20 cắt lên đường ma 100 theo khung ngày đấy chắc là cũng phải đợi thêm thêm khoảng một tuần nữa đấy hoặc là gì hoặc là có thể chờ cái biên nhúng sâu hơn đấy bây chờ một cái biên là về chỉ số về đến quanh cái đường ma 100 theo khung ngày tức là 1133 đấy sau đó xác nhận những cái tín hiệu đi lên thì chúng ta sẽ tận dụng những cái cái biên hoặc là ít nhất là cũng về quanh cái khu vực Fibo 0.5 ở đây là khu vực khoảng 1147 đấy thì khi đấy nó mới đủ biên để tận dụng nhịp long còn bây giờ không đủ biên rất là khó để để tư duy nên tôi nghĩ là quan sát một hai phiên tới đấy đối với cả phái sinh. Đấy, còn đối với cả thị trường cơ sở thì rõ ràng là trong cái việc uh, thị trường rằng co, đấy, trong cái biên độ uh, đi ngang như vậy thì bao giờ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa cũng sẽ dễ dễ sẽ dễ trading hơn, dễ kiếm uh, lợi nhuận ngắn hạn hơn thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm cổ phiếu này. Đấy, đông thông thường là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa thì chúng ta sẽ chủ yếu là tư duy theo chiều ngắn hạn mặc dù có rất nhiều cổ phiếu ở đây cũng mà bắt đầu uh, xuất hiện những cái xu thế trung hạn tích cực hơn. đấy, chúng ta sẽ đi vào cái danh mục vốn hóa vừa. Uh, đầu tiên là trường hợp Nam Long. Nam Long khá ổn, đấy, có một thời gian tích lũy tốt, uh, xu hướng ngắn hạn ổn, xu hướng trung hạn ổn, động lượng cũng ổn. thì tôi nghĩ rằng là đối với Nam Long thì chúng ta có thể tư duy mua uh, ngắn hạn ở quanh cái khu vực uh, bây giờ là khoảng khu vực khoảng ba mươi, kỳ vọng mục tiêu gần thì là khu vực khoảng 40.8 Đấy, còn cắt lỗ ngắn hạn à, nếu chúng ta à, tư duy ở chiều ngắn hạn đối với Nam Long thì lưu ý cái chạm dưới là khu vực 36.4 trường hợp tiếp theo là trường hợp SSC SSC thì tôi nghĩ là động lượng cũng ổn xu hướng giá ổn tích lũy có đấy, thì chúng ta có thể chúng ta tận dụng à, mua nhịp điểm mua thì tôi nghĩ là có loanh quanh khu vực 365 à, ổn à, để chúng ta kỳ vọng à, nếu mà đối với cả à, cổ phiếu này mục tiêu gần thì có thể là sẽ khu vực 388 Đấy, còn nếu mà xa hơn thì chắc là chúng ta phải đợi cho thị trường chung ổn hơn thì có thể lúc đấy chúng ta sẽ nâng kỳ vọng lên khu vực khoảng 45.7 đấy còn cắt lỗ ngắn hạn đối với SSC thì chúng ta uh, sẽ để khu vực 35.3 IDC, IDC tôi thấy cũng khá đẹp mô hình IDC chỉ ngại mỗi cái IDC là ở sàn Hà Nội, sàn Hà Nội bao giờ cũng khó chơi đinh hơn. Động lượng cũng bắt đầu có tín hiệu đảo chiều lên, cắt lên. Đấy, xu hướng giá thì sau một thời gian tích lũy thì có thể sẽ có cái cú bứt ra khỏi cái vùng uh, càng, vùng Fibo 0.786, vùng 53.5 để hướng đến cái vùng mục tiêu. Tôi nghĩ là sẽ kỳ vọng cái nhịp tới IDC sẽ lên khu vực 62.2. Động lượng ổn, xu hướng giá ổn cả ngắn hạn và trung hạn. đối với chặn dưới ngắn hạn thì chúng ta lưu ý cái chặn dưới ở đường 20, khu vực 51.1 nab thì thôi cổ phiếu này thì tôi cũng đề cập một vài lần đấy liên quan đến yếu tố là uh, yếu tố thị trường nó hơi thấp thì chúng ta sẽ sẽ qua cái cổ phiếu khác là dig DIG thì cũng đang giữ được cái động lượng tốt Cái nhịp vừa rồi thì có một cái cú bứt lên từ cái điểm bắt đầu đảo chiều Ở quanh cái khu vực khoảng 26 năm Thế thì tôi nghĩ là nếu mà nhúng về quanh khu vực 26 năm Cũng là một cái vùng tích lũy của DIG Thì chúng ta vẫn có thể canh mua Và kỳ vọng trước mắt thì mục tiêu gần là khu vực đỉnh cũ Là khu vực khoảng 30 Đấy, Còn cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để ở khu vực khoảng 26 Đối với DIG thì xu thế cả ngắn hạn và trung hạn đều đang ổn EVF EVF thì tôi nghĩ là sẽ nên chờ lùi về, đấy, bởi vì là uh, giai đoạn vừa rồi cũng đi lên liên tục đấy, mấy phiên mạnh và bắt đầu tín hiệu động lượng đang ở cái vùng uh, quá mua và uh, chuẩn bị có tín hiệu giao cắt đường màu xanh cắt xuống đường màu cam. Thế thì có thể nếu mà chúng ta thích uh, EVF thì chúng ta chờ chỉnh về quanh cái khu vực khoảng 17 đấy, thì chúng ta có thể tính điểm mua. Cắt lộ ngắn hạn chúng ta để đường 20 là khu vực khoảng 16 và chúng ta kỳ vọng cái nhịp này EVF chỉnh xong đi lên tiếp thì cái vùng mục tiêu tiếp theo của EVF sẽ là khu vực 20.4. Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai thì tôi nghĩ là chắc là chúng ta sẽ đợi thêm một nhịp nữa, Đấy, tại vì Hoàng Anh Gia Lai là mặc dù là có yếu tố động lượng đảo chiều uh, khi mà về cái vùng quả bán, nhưng uh, với Hoàng Anh Gia Lai thì trước đây tôi cũng chia sẻ uh, một vài lần rồi là Hoàng Anh Gia Lai trước đó có một cái nhịp đi lên khá mạnh 50% uh, và thời gian uh, tích lũy uh, sau một cái nhịp tăng như thế thì tôi nghĩ chưa đủ, bắt đầu tích lũy uh, tính từ ngày 13 tháng 12 thì đến hiện tại chưa đủ một tháng mà thông thường là khi mà lên 50% thì cần tích lũy khoảng 2 tháng thế theo tôi sẽ chờ tích lũy thêm đối với hoàng anh gia lai Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta canh mua quanh cái điểm mà hiện tại với hoàng anh gia lai thì cái việc uh, quản trị rủi ro nó sẽ gặp khó và cái xác suất thành công của chúng ta tôi nghĩ là cũng sẽ không tối ưu SIP, SCP tôi nghĩ là ổn. SIP xong thời gian tích lũy thì bắt đầu là à, có tín hiệu động lượng à, đảo chiều lên nhưng à, phiên cây nến ngày hôm nay tăng khá mạnh. Thì chúng ta nếu mà mua thì chúng ta chờ đợi nhúng về Đấy, quanh cái Fibo 0.786 à, à, ở đây. Đấy, nếu mà nhúng về 66 chúng ta có thể canh mua. Mục tiêu gần đối với SIP thì tôi nghĩ là sẽ kỳ vọng ở cái vùng mục tiêu 70.7. Còn cắt lỗ ngắn hạn thì à, đối với cổ phiếu này thì chạy khá là xa khỏi cái đường MA20. thì chúng cứ cắt lộ nếu mà để cắt lộ ngân hạn thì tôi nghĩ là sẽ chạm dưới ở khu vực khoảng 63.6. CTR CTR cũng đang có vẻ ổn dần, động lượng cũng tích cực, nhưng thông thường là khi những cái cổ phiếu có tín hiệu động lượng tích cực ở cái vùng quá mua ấy thì bao giờ cái độ tin cậy nó sẽ không bằng những cái cổ phiếu mà xong một thời gian tích lũy có tín hiệu tích cực khi bắt đầu ở cái vùng quá bán đảo chiều lên. Đấy, tuy nhiên là chúng ta thấy là cổ phiếu CTR cũng đã có một giai đoạn tích lũy tốt cả xu thế ngắn hạn và trung hạn, hạn ổn thì nếu mà chúng ta thích mua chúng ta cũng có thể mua quanh cái khu vực 918 tám. cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để khu vực 89.2. và kỳ vọng cái vùng mục tiêu gần sẽ là khu vực khoảng 97.8 TCH, TCH thì hôm trước chúng ta cũng đã chia sẻ về cái điểm mua Đấy, Tại vì TCH thì từ ngày hôm uh, kia cũng đã đảo chiều bắt đầu tích cực uh, từ cái quanh cái vùng giá 131 Đấy thì nếu mà uh, chúng ta đợi kiên nhẫn mua thì tôi nghĩ là loanh quanh cái khu vực khoảng độ 133 thì vẫn có thể chấp nhận mua tiếp Đối với cổ phiếu này thì trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng quay lại cái khu vực đỉnh cũ uh, khoảng 14.8 Còn cắt lộ ngắn hạn chúng ta sẽ để khu vực khoảng 12.9 BMP BMP thì động lượng vẫn đang yếu dần Đấy, và cổ phiếu này có thể sẽ cần phải tích lũy thêm Cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi cũng chạy khá mạnh Và đã đi lên cái khu vực Fibo 1.272 Thực sự bây giờ để mà kỳ vọng Các cái cổ phiếu từ Fibo 1.272 Lên cái Fibo 1.618 Tôi nghĩ là khó Đấy, Nên nó ra đối với cả cổ phiếu BMP này Thì tôi nghĩ là cần phải tích lũy thêm Đấy, Chúng ta có thể tìm cái cơ hội khác CTD CTD tôi nghĩ là cũng cần phải tích lũy thêm tại vì cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi cũng lên khá dốc. Đấy và chúng ta thấy bắt đầu gặp cái ngưỡng cản uh, 72.3 thì có vẻ là cũng không tổ chức được cái nhịp tăng. Ê, có thể giống như BMP uh, cổ phiếu CTD sẽ cần phải tích lũy thêm. Đấy, kéo dài khoảng 1 2 tuần nữa. Đấy thì chúng ta sẽ quay lại để khuyến nghị cổ phiếu này sau. CII CI thì bây giờ là mô hình giá của CI thì có đường 20 nằm dưới đường 100 như vậy là chúng ta sẽ hạn chế canh mua khi mà cổ phiếu này lên trên đường 100 đặc biệt là rơi vào cái khu vực Fibo từ 0.5 cho đến 0.618 đấy như chúng ta biết 0.618 là cái ngưỡng cao nhất có thể đạt được đấy, đa với đa số tất nhiên không phải 100 phần trăm với đa số tức là với một cái xác suất khoảng 67 phần những cái cổ phiếu nào mà có đường 20 nằm dưới đường 100 đấy thì, thì, chúng ta lưu ý là nếu mà đang có sẵn CE uh, trước đó mà chúng ta mua ở cái vùng uh, tích lũy có khuyến uh, nghị trên công vụ quý nghị phí ở quanh khu vực 17 thì chúng ta sẽ chờ chốt lời ở vùng 20 đấy Tuy nhiên có có một số các cổ phiếu thì không lên được cái Fibo 0 tám và dừng bước ở cái Fibo 0.5 đấy thì tùy các anh chị quyết định tại vì ngày hôm nay cũng đang có tín hiệu uh, đảo chiều khi mà gặp cái khu vực Fibo 0.5 đấy thì chúng ta có thể quan sát thêm tại vì khi mà đang có lợi nhuận nhất là với cái cổ phiếu mà đang có đường 20 nằm dưới đường 300 thì có thể nó sẽ có những cái cú nhúng về quanh đường 300 đấy thì chúng ta đã có lợi nhuận rồi thì chúng ta có thể cân nhắc chốt lời từ khu vực khoảng 19 cho đến 20 CTS CTS thì tôi nghĩ là có thể cân nhắc mua mới Tuy nhiên là bởi vì cái điểm xuất phát, cái điểm mua là bắt đầu từ cái cây nến ngày 8 tháng 1 Nên chúng ta sẽ nếu mà có canh mua thì chúng ta lưu ý là bởi vì là bắt đầu có điểm mua từ khu vực 28 Nên uh, quanh quanh 282 Nên nếu mà chúng ta mua có cao nhất thì tôi nghĩ là mua ở quanh khu vực 287 thôi Bây giờ đang 293 nên chúng ta phải đợi điều chỉnh về mua Đấy, Và kỳ vọng cái nhịp này nó sẽ quay lại cái khu vực đỉnh cũ 33.4, 33.5 Còn cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta sẽ để ở khu vực 27.6 cổ phiếu này thì động lượng ổn, xu thế ngắn hạn ổn, xu thế trung hạn cũng ổn, có thời gian tích lũy tốt cổ phiếu VSC. VSC thì trước đấy chúng tôi cũng đã khuyến nghị ở trong các nhóm. Thế thì bây giờ chúng ta chờ chốt lời thôi. Đấy thì hy vọng nếu mà ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng cổ phiếu này lên quanh cái khu vực 35. Đấy còn nếu mà để điểm mua tiếp theo thì chúng ta chắc là chờ nhúng về quanh cái Fibo 0.618 ở đây, tức là quanh cái khu vực 30.6. Đấy thì chúng ta nếu mà tính mua thêm hoặc là mua mới chúng ta sẽ tính ở đây. Đấy còn chốt lời sẽ chờ 35. Đấy cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta để đường 20, khu vực 29.2. ASM ISM thì bắt đầu có tín hiệu uh, ngắn hạn uh, yếu tức là sau khi một cái nhịp từ cái nền giá trước đó chúng ta thấy là có cái điểm mua quanh cái giá 10 Đấy, sau khi mà đi lên được khoảng 10% thì gặp cái áp lực chốt lời Đấy, cái chuyện này là chuyện rất là bình thường bởi vì chúng ta biết là khi thị trường rằng co trong cái biên độ thì đối với kể cả chúng ta chọn những cái cổ phiếu vốn hóa vừa tối ưu hơn thì chúng ta cũng chỉ nên kỳ vọng cỡ khoảng 7-10% thế nên khi mà lên được đạt cái lợi nhuận này chúng ta hoàn toàn có thể canh chốt lời chủ động Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn kỳ vọng những cái mức lợi nhuận cao hơn thì tôi nghĩ sẽ phải chờ đợi uh, cho cái việc tín hiệu xác nhận của tiếng chung VN Index có được 20 cắt lên được 500 để khi đấy chúng ta sẽ kỳ vọng nhiều hơn. thì đối với cổ phiếu này thì bây giờ với động lượng đang yếu dần như này thì có khả năng cần điều chỉnh hoặc là tích lũy thêm. Đấy, nên chúng ta nếu mà chúng ta chưa mua hoặc là chúng ta quan tâm đến trường mua thì chúng ta nên đợi thêm đấy, vài phiên nữa, ít nhất là 3 đến 5 phiên. VDS VDS thì có thể cân nhắc, có thời gian tích lũy ổn, động lượng vẫn đang tích cực, uh, xu hướng ngắn hạn, trung hạn đều ổn thì chúng ta có thể canh điểm mua vẫn loanh quanh cái khu vực khoảng 17.3. Thì kỳ vọng cái nhịp này cổ phiếu sẽ bứt ra khỏi cái cản 17.7 để lên cái vùng mục tiêu khoảng 19.1. Và cắt lỗ ngắn hạn đối với VDS thì chúng ta sẽ để ở khu vực đường mai 10 là khu vực khoảng 16.7. ORS ORS sau khi mà có cái điểm mua xong là bắt đầu bứt lên. Đấy và đối với ORS chúng ta thấy rằng là à, đường MA20 nằm dưới đường MA500. Đấy chúng ta thấy không? Tất cả hầu như, tất nhiên không phải là toàn bộ, hầu như các anh chị nếu mà kiểm tra lại các mô hình thì thấy rằng là khi mà đường MA20 nằm dưới đường MA500 thì rất là khó để vượt được cái Fibo 0.618. Nên cái việc mà ORS gặp cái vùng Fibo 0.618 vùng 183 gặp áp lực bán đảo chiều. Đấy, thì đấy là chuyện bình thường. Đấy và cũng gây ra cái tín hiệu động lượng đảo chiều. Đấy, nên nếu mà anh chị nào mà có RS thì cân nhắc chốt lời. Đấy, thực ra cái điểm chốt lời đẹp nhất là hôm trước là về 18 Như vậy là ngày hôm nay thì tôi cũng đã uh, chia sẻ cái quan điểm cá nhân về tiền chung, đấy, cũng như là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Nói chung trong các video bây giờ thì tôi sẽ tập trung chủ yếu về uh, vấn đề thứ nhất là nhận định, đánh giá quan điểm cá nhân về tiền chung, cái thứ hai là uh, về giao dịch phái sinh và cái thứ ba là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Tại vì thực ra là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa là một cái nhóm cổ phiếu tôi nghĩ rằng là uh, trong mọi trường hợp nó sẽ tối ưu hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ có điều là nó sẽ đòi hỏi à, à, chúng ta là cái vấn đề là về cái yếu tố nhanh nhạy đấy, nó sẽ cao hơn tại vì là à, xuất phát sóng nó nó sẽ sớm hơn à, tích lũy nó có thể là nó sẽ à, khiến cho chúng ta sẽ phải hành động nhanh đấy, tại vì cái, cái diện bản chất nó là vốn hóa vừa nên nó nó rất là năng động đấy, các cổ phiếu năng động nhưng à, kể cả khi mà thị trường rằng co đi ngang đấy như tình huống như hiện tại chúng ta vẫn có thể à, chọn những cái điểm mua đẹp chọn cổ phiếu tốt chúng ta vẫn có thể là à, kiếm được lợi nhuận đâu đó kể cả thị trường đi ngang chúng ta vẫn có thể kiếm từ 5 đến 7%. Còn đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong thời điểm hiện tại tôi nghĩ là khi mà thị trường rằng co đi ngang kiếm được 5 đến 7% nó rất là khó. Đấy còn đối với cả khi thị trường vào pha tích cực thì tất nhiên là cổ phiếu vốn hóa lớn nếu mà lên được 10% thì cổ phiếu vốn hóa vừa nó phải lên được tầm 20%. Tức là tính hiệu quả bao giờ cổ phiếu vốn hóa vừa uh, như tôi giao dịch thường xuyên thì tôi thấy là nó phải đạt hiệu quả gấp rưỡi trên gấp đôi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nên nó ra là trong những cái video bây giờ để mà khuyến nghị thì tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, vừa tối ưu được trong uptrend, vừa có thể tối ưu được trong lúc thị trường sideways, thậm chí là lúc mà thị trường yếu thì thực ra nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, các cái cổ phiếu mà mà đi ngược thị trường thì nó cũng nằm trong cái nhóm cổ phiếu của nó vừa đấy thì à, cố gắng là trong một tuần tôi sẽ điểm qua đấy, các cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu ý có những cái vùng mua đẹp đấy, đủ tích lũy đủ động lượng rồi thì chúng ta có thể cân nhắc đấy thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định à, nếu mọi người vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với id 4088 như broker để tham gia các cái nhóm tư vấn cho việc chúng tôi đấy, một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của đầu tư từ đầu